Hello, chào cả nhà, mình vừa đi clean răng, rửa răng, giờ đang cho các bạn xem này. Đó, ở đây tại sao mà cái bọn ba que nó sang đây nó cứ nói là ở bên này nhiều xe hơi lắm. Thì mình cho các bạn xem lý do tại sao nó nhiều xe hơi. Đây là cái nơi đi khám bệnh rồi đi làm răng này kia các thứ. Đó, chỉ có đi ra khám đi ra làm răng đi đi rửa răng. Nhưng mà ai ai cũng phải có xe. Bởi tại vì cái ở đây cái đất này nó rộng lắm. Cho nên là người nào cũng phải cần có xe, không có xe làm sao mà đi bộ. Trời, các bạn nhìn trời nắng chưa? Trời nắng như thế này, gió, rồi đường nó rộng. Rồi mình muốn đi một cái nơi nào đó là mình đâu có đi bộ được hay là đi xe đạp được, đúng không? Đây là một cái chỗ rất là gần nhà mình mà còn phải đi xa như thế. Đây cho các bạn xem, phải đi xa như thế này để đi về nhà, mà đi từ đấy lên đây mấy phút, khoảng 5 phút lái xe. Thì thử hỏi các bạn xem là các bạn đã trời thì nắng như thế này mà cứ đi xe đạp hay là đi xe Honda, đi đi xe máy thì như thế nào, đúng không? Cho nên là người ta mới ở cái xứ này mà không có xe là không có chân đó. Cho nên là phải có xe, mà khi có xe thì đường nó phải thoải mái rộng rãi thì người ta mới có thể người ta đi được chứ. Mà xe mà nhiều mà đường xá lại chật chội thì làm sao mà đi, ủi vào nhau à. Cho nên đó là lý do tại sao mà ai cũng phải có xe. Với cái xe ở bên này không phải là tài sản mà chỉ là phương tiện để đi lại thôi, đúng không? Nên là các bạn ở Việt Nam đừng có mơ tưởng cái xe, cứ nghĩ là ồ phải có xe đi mới giàu có. Ở bên này cái xe nó cũng giống như là Việt Nam mình có cái xe đạp để đi thôi, miễn sao là đi cho nó an toàn là được rồi, chứ đâu nuôi một cái xe khổ bỏ mẹ ăn được. Nhiều người cứ tưởng là ồ xe hay sướng lắm, lái xe mẹ đi xa này mà không có xe làm sao mà đi, đúng không? Cho nên là đừng có so sánh cái kiểu như của bọn ba que xỏ lá. Nó ngu lắm, nó sang đây lâu nhưng mà nó ngu lắm, cái đầu óc của nó cứ dừng chân tại chỗ đó. Đấy các bạn xem, mình chỉ có đi làm cái răng thôi, mà đi làm cái răng này, đi 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 rửa, tại mình mua bảo hiểm á, một năm nó cho rửa không mất tiền 2 lần. Có đi giống như là mình á, răng thì mỗi ngày nó cứ bám những cái chất bẩn, những cái chất đen, những cái đen bẩn vào trong răng mình á, thì nó sẽ làm cho hư hỏng cái răng của mình. Cho nên là mình phải mỗi một năm mình phải đi rửa 2 lần, đi kỳ cọ đó, gọi là mình soi gương, mình há mồm ra mình thấy cái răng của mình nó nhiều người có nó bị bám cái đen cái ấy vào cái răng mình đó, thì mình phải đi làm cho nó sạch ra để bảo vệ cho cái răng mình. Chào tất cả các bạn nhé, hình như quên chưa chào vậy. Chào tất cả các bạn nhé. Lên xà đang lái xe cho nên không có. Đấy, các bạn xem này, cái tầm này là mấy giờ? 3:30 là cái tầm đi đón trẻ trẻ con đi học về đó. Cho nên là rất là tắc xe, đông xe. Đó. Bây giờ ví dụ như mà mình mua một cái nhà mà nó đối diện với cái trường học ấy thì cái nhà nó rất là đắt. Đó. Mà người ta hay mua nhà như thế thì người ta rất tiết kiệm rất là nhiều. Ở bên này sống là phải tính cái đường cho nó được lời.
Đó, ai cũng tưởng là cứ đi xe đẹp là giàu có rồi này kia các thứ, ở đây muốn có một cái xe dễ lắm, nhưng mà mua một cái xe nhiều tiền thì mình phải trả góp, thì mình phải đi làm, trừ những cái người giàu có ra thì mình không nói làm gì hết, nhưng mà những cái người mà bình thường bình dân á, mua một cái xe rồi trả góp tiền nhà rồi trả góp tiền xe, xe thì cũng chỉ phóng cái vù cái đi ra ngoài đường không đi về thôi, ai người ta nhìn thấy xe đẹp thì ôi xe này đẹp thế thôi, nhưng mà về về nhà mình phải lo cày để trả nợ, cho nên là ở đây không phải là cái xe không phải thể hiện cái đẳng cấp của mình đâu, giống như là ví dụ như mình có tiền mặt, mình là ông chủ, mình chơi với những người nó ngang tầm với mình thì mình đương nhiên là mình phải có những cái đó thôi, chứ còn những cái người mà đi làm ba cọc ba đồng ấy thì nói chung là mỗi người một tính, với mình thì mình miễn sao cái xe đó chạy được là được rồi, nó không hay hỏng hóc, có máy lạnh máy nóng thế là được rồi, ok rồi, tại vì mình đi xe mới ở đây đó, mình một cái xe vừa mới đập thùng ra một cái đi xuống đường một cái là nó đã bị lỗ vốn rồi, nó không lời, cái tài sản ở bên này là cái gì, là cái nhà bất động sản của mình, là cái tài sản của mình, còn cái xe nó chỉ là phương tiện thôi chạy ra ngoài đường, bây giờ mình ví dụ như là làm nương không có phải giàu có lắm, xong rồi sĩ diện đi chơi một cái xe thật là đắt tiền với để cho nó bằng chúng bằng bạn, nhưng mà mình về mình đêm ngủ phải lo nghĩ đủ thứ, tại sao mình phải sống như vậy đúng không, sống với cái khả năng của mình thôi. Chị chào tất cả mọi người nhé, đấy là bây giờ là cái tầm người ta đi, chúng nó đi học về cho nên xe rất là nhiều đó, các bạn thấy không, mình chỉ có đi ra cái chỗ bác sĩ rồi đi ra nhà sĩ thôi một tí thôi mà phải đi xe xa như này, đây là gần rồi đấy nhá, thế mà mỗi một người đi làm á, sáng này ra như nói như ông xã mình là ông phải đi làm phải nửa tiếng đồng hồ, lái xe một nửa tiếng đồng hồ, ngày nào cũng như ngày nào nửa tiếng đi nửa tiếng về, một tuần là phải đến ít nhất xăng mà rẻ là phải 50 đồng tiền xăng đấy, xăng rẻ đấy nhá, tính mà xăng đắt nữa là phải lên đến 70 đó, các bạn nghĩ xem, rồi mỗi 6 tháng lại phải đi ra bảo trì service á, bên này gọi service xem xe nó có bị hỏng hóc gì không, thay dầu thay nhớt đó, mình thì mình sướng cái là mình có thằng con mình nó làm về xe cho nên mình đi xe cũ thôi, con mình nó làm thì cũng phải trả tiền cho nó, giống như là cái tiền mà tiền công thì không mất nhưng mà cái tiền mà mua những cái dầu hay mua những cái gì ấy mình cũng phải trả cho nó chứ, nó đâu có làm mà nằm không cho mình đâu, nó chỉ không lấy tiền công thôi, còn mình không trả nó thì nó cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà mình không thích như vậy cho nên là con mình thì nó làm về xe cho nên là mình cũng là sướng với chỗ đó, cho nên mình đi xe mấy cái xe này mình lại không phải đi làm xa cho nên là chẳng cần phải đi xe cùi cùi được rồi, cho nó thoải mái cái đầu óc, chả có trả góp chả ghét kìa, cho nó sướng, cuộc sống là mình đi tìm cái sướng mà mình đâu phải đi tìm cái khổ đâu đúng không. Mình là mình nghĩ như thế, nhưng mà có những người ví dụ như người ta là ông chủ bà chủ hay là những cái thành phần giống như là high level là cái tầng lớp nó cao một tí thì đương nhiên người ta phải có tiền rồi, người ta ở cái tầng lớp cao thì đương nhiên là người ta phải làm như, cho nó cái bề ngoài của người ta nó đúng với lại
cái tầng lớp của họ, đúng không? Còn mình thì mình nghĩ nào rồi, có cái xe đi là được rồi, miễn sao là có máy nóng máy lạnh đủ là được rồi, đi đi cái vù một cái ra chợ, đi cái vù một cái đi về nhà, thế là được rồi. Mình chả cần mua xe mấy chục ngàn làm cái gì, đúng không? Những cái đấy mình cũng đã từng qua rồi, mình cũng có qua rồi, mình chẳng có thiết gì cả. Miễn sao là nó đi được, có cái phương tiện cho mình không phải đi bộ, thế là ok rồi. Chứ đi xe mới nó cũng cực lắm các bạn, trừ khi người ta thật là giàu, người ta không có khe, người ta không có nghĩ gì đến cái xe, người ta chỉ mua cái xe mới về người ta chơi. Thì không nói làm gì đây á, đi xe mới rất là đau đầu. Ngày xưa mình đi xe nó quẹt vào đâu một cái là rồi ôi, nó như là quẹt vào xương và thịt mình á, không? Nó nếu mà ở đây mà tông xe tông mạnh thì còn được, chứ tông nhẹ thì còn bỏ mẹ nữa. Tại vì cho tông mẹ nhẹ đâu có đáng bao nhiêu, thả tông cho thật mạnh đi để bảo hiểm nó đền mình thêm bảo hiểm ấy, mình đi khai với bảo hiểm để mình kêu nó sửa. Nhưng mà tông quẹt cái nhẹ một cái thì cái tiền asset của mình mà mình trả cho để mình claim ấy, nó còn nhiều hơn cái số tiền mà mình mang ra ngoài mình sửa nữa. Cho nên đó là lý do tại đấy. Các bạn nhìn thấy đông xe chưa? Đấy, làm sao mà đi bộ được, đâu có như Việt Nam đâu. Việt Nam đường nó chật hẹp rồi, đường nó gần chợ bố nó ngay gần nhà, hay là mình đi ra cửa mình cũng không lẽ lại mua cái xe ô tô để đi, đúng không? Cho nên nhiều cái thằng ở bên hải ngoại này nó ngu lắm, cứ so sánh ở có nhiều ô tô đi rồi này kia các thứ. Mẹ cha nó không có ô tô đi nó chết bà nó. Nó đi từ sáng đến tối chưa tới chỗ làm của nó luôn, làm sao nó mà sống được. Người mấy cái thằng ấy nó nói mình nghe mình ngứa mắt ngứa tai quá. Đấy các bạn xem đây, mình chỉ có đi ra nha sĩ thôi mà đi xa như thế này, đi từ nãy giờ lái xe đó, thế có đi bộ được không? Còn ở Việt Nam nó khác, mình đi ra mình đi xe ôm với cái vù gái tới, đúng không? Mong mua cái xe ô tô đi nó còn đi chậm hơn cả xe máy nữa, tại vì người nó đông, đường nó chật. Có tiền á, ví dụ như mình là một cái người thật là giàu có ở Việt Nam, có cái xe đấy nó là quá giàu rồi, cái đấy là thể hiện cho người ta là cái dân giàu có đại gia rồi. Còn đây cái xe người nào cũng giống người nào thôi, có xe chạy là được rồi, chỉ có chứ cần đi bộ làm sao. Bây giờ các bạn thử nghĩ xem là mà đi bộ làm sao mà đi hả? Đây là cái trường, đây có cái trường học tư nhân đó. Ngày xưa mình qua mình hỏi rồi, mấy ngàn một năm, mấy năm về trước là trường trường công đó. À trường tư. Còn trường học trường công ấy của chính phủ thì đóng không có bao nhiêu tiền cả. Đó. Nó theo cái trợ cấp của mình rồi mình đóng ít, không có nhiều tiền. Nhưng mà mấy cái trường này á rất là nhiều tiền đấy, các bạn xem này, xe này, tầm này này. Đấy, tắt xe chưa? Nó cũng giống như ở Việt Nam đi xe máy thôi, đúng không? Ở đây mỗi người trong một gia đình 18 tuổi là phải sở hữu một cái xe rồi. Nó không có xe nó như không có chân á. Mà trời nó rất là nắng, trời mùa đông thì lạnh thì gió, mùa hè thì nắng nóng. Như thế này làm sao mà đi bộ được, mà đi xe máy rồi xe đạp được đâu, không có đi được. Cho mua xe đạp cho nó, bảo chúng nó đi bộ ra trường thôi, chúng nó cũng không đi, đừng nói. Đấy. Đây là cái này là không được rẽ phải, U-turn, không được quay đầu xe. Đấy, trường học cái giờ tan tầm nó tan trường nó như thế này, mà nó rất là gì nhá,
Ở đây có con á. À, hôm nọ có bạn nào hỏi hỏi Lisa là có phải ở bên này là đẻ một đứa con được tiền không? Thì mình ngày xưa thì có, nhưng mà vừa rồi mình hỏi thằng con nó bảo bây giờ hết rồi. Bây giờ nó không cho nữa rồi. À, nếu mà những cái người kinh tế mà xuống ấy, ai là người chịu đầu tiên là những cái người ăn trợ cấp, ăn thất nghiệp này kia các thứ, là nó giảm những cái thứ đó. Tại vì kinh tế nó xuống thì chính phủ nó không có tiền, không có tiền thì nó phải đánh vào những cái người thất nghiệp và những cái người nghèo trước. Những người mà ăn thất nghiệp là chịu đầu tiên đó. Tại vì cái tiền người ta lấy ở đâu ra để người ta cho, từ tiền thuế của người dân. Đó. Bây giờ thằng con lại message để đi đón nó. Cho nên là đấy, các bạn thấy không, là lại không phải đón. Nó vừa mới send message, nó bảo đón nó, xong rồi nó lại send message lại, nó bảo không cần đón. Cuối tuần rồi là chúng nó rủ nhau nó đi chơi hết. Mấy nhà mình có hai thằng này mà nó đi suốt ngày, nó đi học về rồi nó biến mất. Xong rồi thằng lớn cũng vậy, ngủ từ sáng nó ngủ đến chiều, xong rồi nó dậy là bắt đầu hôm nào nó đi làm là nó đi làm, không đi làm là bắt đầu nó biến mất. Giờ nó 18 tuổi rồi, mình chẳng kể cha nó muốn làm gì mà. Đó. Đấy, chỉ có đi đi nha sĩ một tí thôi mà xa như thế này, thì các bạn thử nghĩ xem là ở đây có cần phải xe không. Đương nhiên cái đất nó rộng thì mình phải phải cần xe. Chào cả nhà nhé. Bạn nào muốn lên nói chuyện ấy, chờ tí thì sao về nhà vào nói chuyện tiếp, mà đói quá. Mà đi làm răng các bạn biết không, nó cho cái, mọi lần mình không thấy cái kiểu này, bây giờ nó cho cái kiểu khác vào. Chờ tí nha cả nhà. Khổ chị nhỉ. Là sao? Khổ thì không khổ, nhưng mà nói chung là nói cái kiểu sống ở bên này để cho các bạn xem, các bạn hiểu thôi. Ủa, nó sáng thế.